Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yohong Food. Thank you for your watching Yohong Food Channel. Đối phần tương ớt các bạn, mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh. Mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh tiêu. Là 2 muỗng canh đường cát. 4 muỗng canh nước mắm các bạn. Mình sẽ cho vào đây là 4 muỗng canh dầu ăn. Rồi tiếp tục mình sẽ cho toàn bộ nước ướp vào các bạn. Cá sấu nước mắm của mình đã xong rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và chuẩn bị ăn thôi các bạn ơi. Cá mà chiên sốt nước mắm như này tuyệt vời, các bạn ăn cơm sẽ rất là ngon các bạn. Rồi clip của mình đến đây đã hết rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình, hãy bấm đăng ký, like, share, ủng hộ mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin chào các bạn.